Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông thành phố Hà Nội sẽ diễn ra. Và đây được xem là kỳ thi cạnh tranh khốc liệt hơn cả kỳ thi đại học. Và năm nay thì sẽ còn nóng hơn rất nhiều khi mà số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tăng lên là khoảng 5.000 em so với năm học trước. Và theo ước tính của Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không dự kỳ thi lớp 10 công lập. Và các em có thể sẽ lựa chọn thi vào các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hay giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên thì từ con số này cho thấy rằng những vấn đề gì trong công tác tuyển sinh giáo dục hướng nghiệp cho các học sinh. Và góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo. Vâng, xin chào tiến sĩ Lê Viết Khuyến và cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn. Và trước khi chúng ta đi vào cuộc trò chuyện thì mời tiến sĩ cũng như quý vị khán giả hãy theo dõi một đoạn clip mà chúng tôi đã ghi nhận. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh đầu cấp, năm nay khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, trong đó hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập. Tương đương khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Số thí sinh dự kiến không tham gia kỳ thi tương tự năm ngoái. Và đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội vượt mức 1/3. Các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển khoảng 51.000 học sinh. Vâng, thưa tiến sĩ, theo dõi đoạn clip vừa rồi thì ông có đánh giá như thế nào về con số 23.000 học sinh đã không đăng ký tham gia thi trường công lập tại Hà Nội và đâu là nguyên nhân dẫn đến con số này thưa ông? Vâng, trước hết tôi phải nói này là cái xu hướng chung của thế giới hiện nay ấy, thì người ta căn cứ vào cái số năm học trung bình của người dân, và nếu mà số năm học trung bình người dân mà càng cái lớn á thì nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của quốc gia nó. Một cái điểm nữa là đối với Việt Nam chúng ta thì phần lớn các gia đình, kể cả những gia đình có thu nhập thấp thì đều quan niệm là như này, cái độ tuổi 14, 15 tuổi mà tốt nghiệp trung học cơ sở thì chưa đủ để mà có thể vững vàng gia nhập vào cuộc sống, vào thị trường lao động. Vì thế cho nên các gia đình đều mong muốn con em mình là sau học trung học cơ sở đều muốn được học lên cái bậc trung học phổ thông. Mà vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái việc mà cái nguyện vọng đó là hoàn toàn chính đáng thôi. Nhưng mà thực ra để đáp ứng được nguyện vọng đó ấy, thì nó lại phụ thuộc vào cái chính sách phổ cập, hay nói nôm na đấy là cái túi tiền của nhà nước hay là của chính quyền địa phương. Nếu mà nhà nước mà có thể có cái phúc lợi cao thì họ có thể thực hiện cái chế độ là phổ cập trung học phổ thông hoặc 12 năm. Nhưng mà nếu mà thu nhập thấp thì phải phổ cập thấp hơn. Thí dụ như ở Việt Nam chúng ta chỉ phổ cập đến trung học cơ sở thôi, chứ chưa đạt được cái mục tiêu là phổ cập trung học phổ thông. Vì vậy cho nên vào trung học phổ thông thì chỉ có một bộ phận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở mới vào được trung học phổ thông. Thì để khắc phục cái tình trạng đó thì ta có cái chính sách là xã hội hóa giáo dục. Thí dụ như là phát triển cái hệ thống giáo dục vừa học vừa làm này, rồi các cái trường dạy nghề, các trường tư thục. Nhưng mà chủ yếu ở đây tôi muốn nói tới các cái trường tư thục. Thế thì nếu như những học sinh của chúng ta mà thi đỗ được vào các cái trường công lập, trung học phổ thông công lập thì tốt quá rồi. Yeah. Nhưng mà nếu mà không đỗ được vào cái trường công lập thì phải chấp nhận vào các cái trường tư thục, các trường trung học phổ thông tư thục. Thì cái đấy tôi nghĩ cũng là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà chính vì có một bộ phận, thậm chí là có một bộ phận khá lớn mà phải đi vào cái hướng trung học, vào các trường trung học tư thục như vậy ấy, cho nên nó dẫn tới cái tình trạng là cái kỳ thi tốt nghiệp vào trung học, các trường công lập, trung học phổ thông công lập ấy, thì nó ở Hà Nội này nó có cái mức độ cạnh tranh cao.
Vâng, thưa ông, còn có những ý kiến cho rằng đó chính là nguyên nhân của cái việc mà có số lượng lớn học sinh không đăng ký vào trường công lập ở Hà Nội như vậy, thì đó chính là một phần là từ nhà trường, đó là mang bệnh thành tích. Đã có rất nhiều những thầy cô đã vận động, thậm chí là có cái dấu hiệu đó chính là ép buộc các học sinh, những học sinh có học lực kém hoặc là không tốt thì sẽ không đăng ký thi vào công lập. Vậy ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ? Tôi nghĩ là cái quyền mà đăng ký thi vào các trường công lập là trước hết là quyền của học sinh, và có thể là quyền thuộc về quyền những cái khuyên bảo của phụ huynh học sinh. Cho nên trường không có quyền là ép buộc. Mà nếu mà trường ép buộc học sinh, cho dù là bệnh thành tích đi chăng nữa, ép buộc học sinh vào thì cái việc làm đó là hoàn toàn sai trái, phải lên án. Như tôi biết là năm nay thì tôi chưa rõ lắm, nhưng mà tôi biết năm ngoái lại còn có cái trường hợp một số cái ban giám hiệu của các cái trường trung học cơ sở thì lại có thỏa thuận với các cái trường không phải trung học để vận động và đưa ra những lời hứa hẹn, thậm chí rất là kêu, để thực tế là đánh lừa học sinh, đánh lừa phụ sinh để không tham dự cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và vào những cái trường ấy. Vâng. Thì cái đấy tôi nghĩ cái đấy cần phải lên án. Vâng, thưa ông, hiện nay thì chúng ta có Hà Nội có 119 trường trung học phổ thông công lập, 101 trường tư thục và một số loại hình trường khác. Thế nhưng như ông vừa phân tích ạ, thì tình trạng đó là nhiều gia đình họ sẽ không có đủ kinh tế để cho con theo học được các trường tư thục hay là trường quốc tế, và tình trạng dân số của Hà Nội thì cũng đang tăng nhanh. Vậy về lâu dài chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để có thể giảm áp lực cho kỳ thi lớp 10, thưa ông? Như tôi vừa nói là Hà Nội dù có cái năng lực về tài chính cao thế nào chẳng nữa, nhưng ở thời điểm này cũng không thể bao hết cho tất cả các học sinh của Hà Nội sau tốt nghiệp trung học cơ sở đều được vào các cái trường công. Cho nên Hà Nội phải mở ra một cái số lượng các cái trường tư thục, phổ thông, trung học phổ thông tư thục ấy, cái số lượng cũng sấp xỉ với các cái trường công. Thì tôi thấy là một cái cố gắng rất lớn của Hà Nội theo tinh thần xã hội hóa. Nhưng ở đây tôi phải nói này, là cái mà người dân hay học sinh mà mong đợi ở các cái trường tư thục ấy, là đấy là các trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Có nghĩa là các trường nó không có cái chuyện là chia lãi suất cho các cái cổ đông. Và những cái người mà các cái người mà xây dựng các trường là hoàn toàn bằng tự nguyện của mình, vì cái thiện tâm của mình thôi. Thì cái đấy mới là chờ mong. Hay là cái chính sách đối với học sinh của các trường công và học sinh của các trường tư thì nó phải bình đẳng với nhau. Nhưng mà thực tế hiện nay ở chúng ta, các trường tư thục ta là những trường thục tuy không nói là gọi là hoạt động có lợi nhuận, nhưng mà thực tế cũng rất lợi nhuận. Nó thể hiện qua cái chuyện là học phí vào các trường rất cao. Và nếu học phí cao như thế thì rõ ràng đối với những gia đình thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình thì không thể có thể là chi cho con em mình vào cái trường đấy. Thì cái đấy là cái mặt trái của các trường tư thục đấy. Vâng, khi mà trường công lập tại Hà Nội không đủ có thể là kết nạp hết tất cả các em học sinh lớp 10 thi, thì chúng ta có thể nói thấy rằng là cái việc phân luồng như vậy cũng là cái tín hiệu rất là tốt để chúng ta có thể giảm tình trạng đó là thừa thầy và thiếu thợ ở Việt Nam bây giờ. Thì các em lúc đó thì tôi nghĩ rằng sẽ chủ động được hơn trong việc đó là lựa chọn tại các cơ sở giáo dục thường xuyên hay là giáo dục nghề nghiệp để lựa chọn cho cái tương lai của mình tiếp theo. Vậy tuy nhiên theo ông thì cũng cần chúng ta phải xây dựng cái chương trình giáo dục sát với thực tiễn, nhu cầu của học sinh và yêu cầu của bên tuyển dụng như thế nào ạ? Cái này thì tôi vừa rồi tôi mới nói đấy, là cái phân luồng giữa công lập và tư thục trong cái lĩnh vực giáo dục phổ thông đối với các cái trường trung học phổ thông thôi. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng hơn để giảm nhẹ được cái kỳ thi vào các trường trung học phổ thông công lập như thế ấy, thì tôi thấy là một cái giải pháp rất quan trọng đấy là phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Cái chủ trương này thì đã được đưa ra từ lâu rồi, và cái nghị quyết 29
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo cũng đã đặt từ năm 2003 đặt ra cái mục tiêu đó rồi. Nhưng chúng ta làm cái này chưa tốt. Thế thì phân luồng đây là phân luồng thành hai luồng. Một là luồng trung học phổ thông, học sinh chủ yếu học văn hóa. Còn cái luồng thứ hai là trung học nghề. Chúng tôi muốn trung nghề, học nghề chứ không phải trung nghề. Đấy là cái luồng học sinh học 50% cái chương trình về văn hóa và 50% các chương trình về nghề nghiệp. Thế thì đấy là cái giải pháp để cho học sinh họ lựa chọn. Bởi vì hai cái bằng, bằng trung học nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là hoàn toàn tương đương nhau. Người học đều có quyền học lên. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ này là nếu như mà học trung học phổ thông thì hết 10 năm học hoàn thành có cái bằng trung học phổ thông thì người học là không thể gia nhập được cái thị trường lao động. Và nếu có gia nhập vào thị trường lao động thì chủ yếu cũng chỉ làm những lao động giản đơn, kể cả xuất khẩu lao động. Thế nhưng mà nếu mà học cái hệ trung học nghề, các nước người ta đều có cái hệ thấy này, thì cái hệ ấy là cái hệ mà học sinh ra trường hoàn thành cái có cái bằng tốt nghiệp trung học thì có thể học lên được như là học sinh tốt nghiệp trung học, nhưng có thể gia nhập thị trường lao động. Và cái thị trường lao động đấy là những cái lao động rất cơ bản, lao động cơ bản đóng vai trò rất căn bản đối với lực lao động ở mọi quốc gia. Thế thì đấy là cái hướng thứ hai thì như thế. Nhưng mà hướng thứ hai của chúng ta thì chúng ta cũng có, nhưng mà chúng ta không phải là trung học nghề mà chúng ta là trung cấp nghề. Và cái trung cấp nghề của chúng ta thì thời gian học có 1 đến 2 năm thôi. Sau khi ra trường thì tuổi chưa đủ để tuổi lao động, cho nên không gia nhập được thị trường lao động. Cái thứ hai là học cái bằng trung học nghề, cái mức độ về trình độ học vấn nó thấp, cho nên không học lên được, kể cả học lên cao đẳng hay học lên đại học càng cũng được. Mà muốn học lên thì phải học thêm, bổ sung thêm những cái chương trình rất là nhiều khi. Vì thế cho nên học sinh chúng ta nó không vào cái hướng trung cấp nghề. Thế còn đi vào cái hướng trung học phổ thông thì hiện nay chúng tôi biết là ở các nước á, thì nó phân luồng có thể 50-50. Nhưng ở chúng ta thì hiện nay là những cái thống kê mới nhất mà chúng tôi nhận được là ở các khu vực thành phố kiểu như Hà Nội thì trên 80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở thì vào trung học phổ thông. Thế còn ở các cái tỉnh, các vùng khác thì cũng trên 70%. Cho nên nó dẫn tới cái cơ cấu nhân lực của chúng ta nó méo mó và không thực hiện được cái mục tiêu công nghiệp hóa hay đại hóa. Cái cơ cấu nhân lực của chúng ta hiện nay là 75% không có chuyên môn kỹ thuật. Còn cái nhân lực cơ bản như tôi nói á, mà như là những cái ở các nước thì họ cái lực lượng mà số học sinh mà tốt nghiệp các trường trung học nghề ra thì nó có thể chiếm đến cái quy mô học sinh mà sau trung học cơ sở vào nó có thể chiếm đến 60%. Thế thì ở chúng ta chỉ có vài phần trăm. Cho nên dẫn tới cái cơ cấu nhân lực của chúng ta là méo mó. Đại học thì trên 10%. Nhưng mà cái gọi là trung cấp nghề thì chỉ có độ 4%. Chưa méo mó. Rất là cảm ơn những chia sẻ thông tin mà tiến sĩ Lê Viết Khuyến đã dành cho quý vị khán giả NTV. Và một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.